Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Cũng thế giới đã một thời chia làm hai lửa, thế giới nói hơi rộng, Việt Nam 4-3 trong Nguyễn Anh Tú. Vâng, chắc chắn là Nguyễn Anh Tú. Thì thời kỳ đỉnh cao đã dường như đã đi xa rồi. Lê Tiến Đạt quay trở lại sau một thời gian có những cái tên đặt chỗ. Còn Nguyễn Anh Tú thì ngược lại, sự nỗ lực không biết mệt mỏi, nỗ lực tập luyện. Chúng ta cùng đến với set đấu thứ hai. Rất hay cho đang trong tình trạng vừa Lê Tiến Đạt vừa trải qua sốt có chia sẻ là thần thái của Lê Tiến Đạt là như một con hổ săn mồi. Bảy một rồi. Nghiệp mà thiếu một trong hai thứ đó thì không bao giờ có thể lên được đỉnh cao của bóng bàn. Ui. Khỏi nữa cho Nguyễn Tú. Trong cuộc đối đầu với quay trở lại với ván đấu thứ ba, cuộc đối đầu giữa hai mục trước Nguyễn Tú, chúng ta cùng chờ xem. Không hiểu sao anh Tú nhiều gạch thế, ném mãi không hết. Anh Tú cầm tài liệu phòng thi, vâng, Tú còn nhét đầy gạch. Thôi rồi. Quá khó cho Lê Tiến Đạt, bóng hơi cao và đi nhặt bóng ngay. Ui da, ban tổ chức cần phải yêu cầu vận động viên nào đánh hỏng lưới là phải đền. Một cái lưới. Ông Lê Tiến Đạt cua trái rồi. Sport TV Shop số 15 ngõ 1 phố Đông Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sport TV Shop tự hào là một trong những nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Sport TV Shop đã khẳng định được sự uy tín của mình trong cộng đồng bóng bàn khi mang tới những sản phẩm dụng cụ bóng bàn chính hãng, đa dạng cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch, chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt,
khi ký khách hàng mua những sản phẩm bóng bàn tại shop là đã đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của bóng bàn Việt Nam, giúp cho kênh truyền thông Sport TV ngày càng phát triển, có kinh phí để tham gia truyền thông trực tiếp các giải bóng bàn tại Việt Nam và thế giới. Đến với Sport TV Shop, các bạn sẽ tìm được cho mình những sản phẩm ưng ý và phù hợp nhất. Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam.